Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Mai Phương mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đề tài mà tin chắc rằng chị em phụ nữ rất quan tâm, đó chính là tác dụng trực tiếp của yến xào đối với làn da. Và với chủ đề này thì bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình, đó là phần kịch tình huống. Chị Hai em mới qua. Ủa, Út? Dạ. Sao hôm nay rảnh qua đây vậy? Buồn quá. Buồn cái gì? Có cuốn sách vô đi nói chuyện với em nè. Thôi được rồi, có quyển sách. Có chuyện gì nói đi. Đang rầu thúi ruột luôn. Rầu chuyện gì? Buồn quá, áp lực công việc nhiều quá, không có thời gian ngủ nghỉ gì hết, cho nên bây giờ da mặt xấu nè, thấy không? Đâu? Đó. Trời ơi. Sao dạo này da của em sạm quá vậy? Bởi vậy mới nói, chị biết hả, trời ơi, buồn còn chết luôn. Da mặt gì nè, em đâu dám đi đâu, suốt ngày đi làm xong là về nhà không đó mà. Trời ơi, công việc lúc nào. Sao? Trời ơi, hôm nay mới đi nha. Cái gì? Sao hôm nay da mặt chị Hai đẹp quá vậy? Em nhớ hồi trước là nó sạm mà nó xấu hơn em, nó sao hôm nay nó đẹp hơn em luôn vậy? Trời, thì đó, cái lúc mà chị sinh bé nhà mình á, da của chị nè xuống sắc dữ lắm, là thức đêm thức hôm chăm cho bé đó. Rồi á, em biết không, da chị vừa sạm nè mà bị stress nữa. Xong rồi á, cô Hai ở Khánh Hòa thương chị, rồi á mới gửi vô cho chị một hộp tổ yến xào thiên nhiên đảo Khánh Hòa. Lúc đó hả, chỉ cho chị cách chân cách thủy nè, rồi cứ một tuần á chị ăn 3 lần, chị ăn đều đặn. Xong rồi da chị á, nó thay đổi hẳn, nó không còn sạm nữa. Rồi bây giờ nó mịn màng giống vậy nè. Trời ơi, nghe chị Hai kể em thích lắm luôn. Ồ, nói thấy thương quá. Nhưng mà biết sao không, chị biết không, công việc của em là rất là nhiều, cho nên em không thể nào có thời gian mà em sử dụng mấy cái yến đó được. Em nghe nói là làm là phải cực lắm, phải tốn qua nhiều công đoạn lắm đúng không? Khoan, không sao hết. Em yên tâm đi, công ty yến xào Khánh Hòa còn một loại được tinh chế sẵn nữa, được đóng hộp nè, 3g, 5g, rất là tiện dụng. Em chỉ cần mua về và nhìn vào bản hướng dẫn sử dụng là em làm được rồi, không mất nhiều thời gian của em đâu. Trời đất ơi, vậy là nó đơn giản gì luôn đó hả? Ừ. Trời ơi, cảm ơn chị Hai nhiều nha. Thôi bây giờ em đi mua liền. Khoan, biết mua ở đâu không? Biết, phải kiếm những cái đại lý chính thức của công ty yến xào Khánh Hòa đúng không? Trời hay quá ta. Chị Hai. Em tới rồi hả? Sửa soạn xong chưa? Xong rồi, dạ hai chị em mình đi nha. Nhìn em mình xíu coi. Sao? Đẹp không? Trời đất ơi, phải em tôi không vậy trời? Em chị chứ ai. Sao đây thay đổi dữ vậy? Thì nhờ dùng cái yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đó. À, chị nhớ rồi. Đó là em dùng cái đó xong nha. Cái em ăn được, ngủ được. Cho nên da mặt em mới đẹp vậy nè. Đúng rồi, da mặt hồng hào hẳn lên luôn đó. Cảm ơn chị Hai nhiều nha. Cảm ơn hả? Ừ. Vậy có quà gì cho tôi không? Mua liền. Lát nữa nhắc đi mua quà liền luôn. Vậy hả? Quà gì vậy? Còn gì nữa, đó chính là yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa. Thưa quý vị, nhắc đến vấn đề yến xào có tác dụng như thế nào đối với làn da là một điều mà tất cả chị em phụ nữ chúng ta thường quan tâm đến, bởi vì chúng ta luôn luôn muốn xuất hiện làm sao thật rạng rỡ trong mắt mọi người đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta sẽ tìm đủ mọi phương thức, đủ mọi thần dược làm cách nào để có thể giữ được nét tươi trẻ cho làn da của mình, và yến được xem như là một trong những thần dược đó. Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời của chương trình, đó chính là bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, bác sĩ chuyên khoa 1 trung tâm dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, để cùng trao đổi về vấn đề này. Như Mai Phương vừa nói, yến xào được xem như là một thực phẩm, hay còn gọi là một thực phẩm có tác dụng tuyệt vời đối với làn da. Và rõ ràng là trong cái tiểu phẩm vừa rồi chúng ta cũng thấy rằng là nhân vật sử dụng trong một thời gian tương đối không phải là dài, khoảng 2 tháng mà đã thấy có những tác dụng rất là cụ thể. Thì thực tế rằng là yến có tác dụng như thế nào đối với làn da? Thực tế thì cũng có nhiều người sử dụng yến và thấy là có những cái cải thiện về làn da. Tại vì mình biết là trong thành phần dinh dưỡng của yến á, thì có những cái chất dinh dưỡng cần thiết để mà mình có một cái làn da đẹp, tươi trẻ, mịn màng vân vân. Như vậy thì trong yến xào có những cái lượng chất dinh dưỡng như thế nào, hoặc là những vi chất như thế nào mà lại có tác dụng rất là hiệu quả đối với làn da của chị em phụ nữ như vậy ạ? Trong yến xào á, thì có thành phần cung cấp chất đạm là chủ yếu ha, và cái lượng đạm là cái nguyên liệu để mình tổng hợp tế bào.
để mà phân chia tế bào, cho nên là cái lượng đạm rất cần thiết. Mà làn da của mình thì cần phải có sự tái tạo liên tục, những tế bào mới được sinh ra để mà thay thế những tế bào chết ở bên ngoài, thì như vậy thì da mình sẽ non trẻ và mịn màng, phải không? Bên cạnh đó thì trong miếng xào nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho làn da. Chẳng hạn như mình nói về khoáng chất đi, thì có khoáng chất như chất sắt. Chất sắt là một cái khoáng chất để tạo nên máu, và máu là nó sẽ đưa chất dinh dưỡng đến nuôi dưỡng cho da. Vì vậy mà khi mà ăn yến xào thì nó cũng thế tăng lượng máu, cũng như là làm cho da mình được nuôi dưỡng tốt. Bên cạnh đó thì một cái khoáng chất rất là cần thiết cho làn da đó là kẽm. Tại vì kẽm đó là gọi là một cái chuyên gia trị mụn. Nếu mình bị mụn thì mình ăn yến xào có kẽm thì nó sẽ làm cho da mình mau lành những cái vết sẹo. Nhờ do bị mụn chẳng hạn thì như vậy da mình sẽ mịn màng hơn, không có bị những cái sẹo, những cái tổn thương trên da. Rồi vitamin nhóm B chẳng hạn cũng rất là cần thiết cho cái việc không có bị sừng hóa của tế bào da của mình. Rồi vitamin A là vitamin giúp vào tăng trưởng những cái tế bào của mình, nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn với sự cung cấp của vitamin A ở trong yến xào. Rồi một cái vitamin rất là quan trọng mà phải nói là có cái tác dụng then chốt làm đẹp da của yến xào đó là vitamin C. Tại vì mình biết là vitamin C có một cái chức năng quan trọng là nó là tạo nên collagen. Mà collagen là một cái chất rất là cần thiết cho da của mình, giúp cho mình săn chắc, căng lên, tràn đầy sức sống, phải không? Thì như vậy nó sẽ giúp cho da mình được chống oxy hóa và chống lão hóa. Bên cạnh đó thì yến xào cũng nổi tiếng là nhờ những cái chất chống oxy hóa rất là tốt, rất là nhiều loại chất chống oxy hóa ở trong yến xào. Nó cũng giúp cho làn da chúng ta chậm bị lão hóa, và như vậy nó cũng giúp đẹp da. Dạ, như vậy là yến xào cũng có rất là nhiều những khoáng chất cần thiết để mà chúng ta thấy rằng là có một vai trò rất là tích cực trong việc tái tạo làn da, giữ cho làn da luôn luôn mịn màng, tươi sáng, giống như là sự mong ước của tất cả chị em phụ nữ. Nhưng mà ngoài yến xào ra thì Mai Phương tin rằng là những cái lượng chất khoáng, những kẽm, những sắt vừa nãy bác sĩ kể thì cũng có trong những loại thực phẩm khác mà chúng ta có thể bổ sung, đúng không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không? Mình biết là những cái chất dinh dưỡng này nó sẽ cung cấp từ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Chẳng hạn biết là chất sắt để mà tạo máu đó, thì chất sắt nó sẽ có ở trong những cái thực phẩm mà có cái màu đỏ, chẳng hạn như là thịt bò, thịt heo, hay là cá, hay những cá ngừ chẳng hạn, hay cá thu, rồi trứng, rồi gan, huyết là những thực phẩm rất là giàu chất sắt bổ máu. Rồi cái lượng kẽm thì nó có nhiều trong hàu, sò, ngư sò, ốc hến chẳng hạn ha, trong thịt cá cũng có chất kẽm. Rồi vitamin A là vitamin để tăng trưởng những cái tế bào, thì vitamin A có nhiều trong thịt cá, trứng, sữa nè. Rồi vitamin C thì đặc biệt nổi tiếng là trong trái cây, đúng không ạ? Trong trái cây là trái cây tươi thì có rất nhiều vitamin C, dù mình ăn trái cây tươi hay là uống nước trái cây ép thì cũng có nhiều vitamin C. Rau thì cũng là cái nguồn cung cấp vitamin C, nhưng mà nếu mình ăn rau luộc hoặc là rau mà để hơi lâu chẳng hạn, mình sáng mình mua mà chiều mình mới ăn chẳng hạn, thì như vậy cái lượng vitamin C có bị hao hụt. Cho nên là trong trái cây thì là cái nguồn cung cấp vitamin C rất là nhiều. Vitamin nhóm B thì có trong ngũ cốc nguyên cám hay trong thịt cá vân vân thì cũng có. Và đặc biệt là những cái chất chống oxy hóa ha, có nhiều chất chống oxy hóa lắm. Chẳng hạn như là vitamin C rồi vitamin A nè, rồi vitamin E, vitamin mầm sống có trong giá là mầm đậu đỗ vân vân. Rồi cái nhóm flavon là có trong sữa đậu nành ha, rồi cái nhóm catechin ở trong trà xanh chẳng hạn, thì nó cũng là những chất chống oxy hóa cần thiết cho da. Như vậy là có rất là nhiều những thực phẩm thiên nhiên, tự nhiên cũng có tác dụng mà cải thiện cho vẻ đẹp của người phụ nữ, đúng không ạ? Vừa nhắc đến những cái sản phẩm về thiên nhiên như vậy thì Mai Phương cũng muốn nói đến gần đây mọi người đang quay trở lại với trào lưu là càng gần, càng trở về với tự nhiên, với thiên nhiên bao nhiêu thì lại càng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt trong đó ngoài chế độ ăn uống thì ngay cả việc chăm sóc da mặt hay là chăm sóc toàn thân thì mọi người cũng sử dụng những cái loại sản phẩm hoàn toàn là từ thiên nhiên, chẳng hạn như trái cây hoặc là cám gạo hoặc là bột